Hello, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay tôi xin trình bày về cái phần tóm tắt ha. Tôi tóm lược lại những cái ý chính để chúng ta phân độ nhanh bệnh tay chân miệng ha các bạn. Thì tôi xin trình bày về những cái ý chính ha, những cái điểm chính của cái phân độ để chúng ta phân độ nhanh thôi. Còn những cái ý cơ bản thì chúng ta phải tự biết tự thuộc ha, tự đọc trong sách giáo khoa ha. Ví dụ như là trong độ 1 thì trẻ sẽ có sốt cao trên 39 độ C nè, sốt trên 3 ngày nè, nôn ói nhiều nè, ngủ gà nè, bạch cầu máu thì trên 17.000 ha các bạn. Thì đó là những cái ý mà chúng ta tự nhớ đi ha. Bây giờ tôi xin trình bày tóm tắt những cái ý chính để mà chúng ta phân độ nhanh bệnh tay chân miệng thôi ha. Đầu tiên, nếu mà một bé chỉ có loét miệng hoặc là sang thương ở da thì đó là độ 1. Khi mà trẻ giật mình một lần trên 30 phút, tức là giật mình nhỏ hơn hoặc bằng 2 lần các bạn, thì tức là giật mình một lần trong 30 phút á và không ghi nhận lúc khám là độ 2A ha các bạn. Nếu mà trẻ giật mình lớn hơn hoặc bằng 2 lần trên 30 phút hoặc có ghi nhận giật mình lúc khám, hoặc là bệnh sử có giật mình kèm theo một dấu hiệu như là ngủ gà hoặc là mạch nó trên 130 lần trên phút là độ 2B nhóm 1. Nếu mà mạch trên 150 lần trên phút, trẻ có biểu hiện thất điều thì đó là độ 2B mà nhóm 2. Nếu mà mạch của trẻ lớn hơn 170 lần trên một phút, huyết áp của trẻ bị tăng theo tuổi nè, như là nếu mà trẻ dưới 12 tháng mà huyết áp nó lớn hơn 100 mm thủy ngân là cao, trẻ 12 tháng đến 24 tháng là trên 110 mm thủy ngân là cao, trẻ 12 tháng đến 24 tháng huyết áp trên 115 mm thủy ngân là cao, thì đó là cao huyết áp, thì ta sẽ phân thành độ 3 ha các bạn. Rồi khi mà trẻ có bị sốc nè, bị phù phổi cấp nè, tím tái SpO2 nhỏ hơn 92%, ngưng thở, thở nấc thì chúng ta sẽ xếp thành độ 4 ha các bạn. Và chúng ta lưu ý rằng phân độ mạch của trẻ là lớn hơn 130 ở độ 2B nhóm 1, lớn hơn 150 ở độ 2B nhóm 2 và lớn hơn 170 ở độ 3 thì cái nhịp tim này nè các bạn, nhịp tim này là nhịp tim không theo lứa tuổi nha các bạn. Xài chung nhịp tim cho tất cả các lứa tuổi luôn ha các bạn. Tức là cái nhịp tim này là bất kể lứa tuổi. Thì cái đó là tôi trình bày những cái ý chính để chúng ta phân độ nhanh bệnh tay chân miệng ha các bạn. Cái phụ cụ thể hơn thì chúng ta sẽ đọc trong sách ha. Thôi, tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.